欧前走咗啦，已经上路。范蠡与越王相情严重为名，婉拒咗签订盟约，大王反而封咗百里地俾欧前。唉，何罪？何罪？大王那麦无过河，等会。lúc đầu sở dĩ đại dương không giết Cầu Tiễn chính là vì phần triệu cáo khuyên Cầu Tiễn đầu hàng, muốn tiêu trừ ảnh hưởng chỉ có một cách duy nhất là định lại minh ước với Cầu Tiễn. Năm xưa phần triệu cáo đó là đại sai, bây giờ không ký minh ước là đại sai đặc sai. Đại dương quá coi trọng mặt mũi của mình. Cầu Tiễn đã không theo mình ước, vậy đại dương còn phong đất. Lần này phong đất hay là cắt đất đây? Đại dương từ đầu tới cuối cũng đều bị Cầu Tiễn gạt. Cầu Tiễn ăn phần, hắn không những chỉ ăn phần thôi, mà hắn còn ăn cả gan của đại dương nữa. Bây giờ phải nên làm thế nào? Có nên báo cáo với đại dương hay không? Không cần. Chuyện tới hôm nay đã khiến cho đại dương khó xuống đài, giờ nói gì cũng vô dụng. Nhưng mà lão phu còn giữ lại một tay. Hả? Thả hắn xuống đây. Trừ Khải Dị đi hết rồi, đều về nhà hết rồi, người có hối hận không? Không hối hận. Chết tại nước Ngô, người có thấy sợ không? Không sợ. Tội giết quân ở đâu cũng đều là vạn ác bất tha, Cầu Tiễn không chết, ngươi thấy ân hận. Ta cho ngươi một cơ hội. Trên đường hắn trở về nước, hãy giết chết hắn. Đại dương, chúng ta đã trở về nước Việt. Đại dương, sức khỏe của ngài yếu đuối, đường dằn quá chịu không nổi, có cần xin phu xe chậm lại hay không? Phải nhanh, càng nhanh càng tốt.
Bởi vì mỗi một cơn giận đều đem đến sự đau đớn. Nhưng mà có như vậy, quả nhân mới biết mình vẫn chưa có chết. Nhã Ngược. Dạ. 3 năm rồi. Đại Dương. Đại Dương. Quả nhân chưa có chết. Được. Để cho quả nhân nhìn thấy bầu trời của nước Việt. Được. Đại Dương đã về tới rồi. Dương Hậu. Tại sao lại ngừng xe? Ba tánh biết được Đại Dương trở về nên quỳ xuống nghênh đón. Ta biết. Dạ. Đại Dương, ba tánh biết Đại Dương trở về đã tụ họp đông đúc để nghênh đón. Nhà Ngư. Dạ. Nói với Phạm Lại, đừng có làm bận rộn tới ba tánh. Tới phía trước tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Đợi tối nay mới vào Dương Thành. Dạ. Dân chúng đại nhân. Ờ. Gia đình đội xe ngựa, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm vào thành. Ông chuẩn bị sẵn sàng chuyện nghênh đón Đại Dương. Còn nữa, chính là kêu Khổ Thành xuất một đội quân chuẩn bị họp mặt với chúng ta. Ủa? Ừ. Các vị hơn thần, đứng dậy. Đại Dương. Đại Dương. Nhã Ngư. Đại Dương. Đại Dương. Đại Dương. Đỡ quá nhân vậy. Đại Dương. Đại Dương, từ từ. Đại Dương. Từ từ, cẩn thận. Đại Dương à. Đại Dương. Đại Dương à. Đại Dương. Ê, chuyện gì vậy?
Chu Khải Dị, người thiệt to gan. Chu Khải Dị, người to gan, dám hành thích đại dương. Ông không phải là đại dương của chúng ta. Người nói cái gì? Ông đã vô liệt sĩ phản bội diệt quốc, dường thoát khỏi nước Ngô cũng không thoát khỏi kiếm này. Tôi nói cho ngài biết, ngài đoán sai rồi. Đại dương đã về tới Dương Cung. Người đâu? Dạ. Bắt giữ hắn lại. Dạ. Tướng quốc đại nhân, thế nào? Dân chúng đã có ăn bày, chưa thể vừa không được thành công, ngược lại còn bị bắt. Trời đã dòng tôi. Tướng quốc, ông đã từng hết sức, là thiên thời bất thế. Đã tận sức thì có thể được yên lòng, cuối cùng bị thất bại, chỉ có thể trách mình ngu xuẩn. Nói đến cùng là tại Ngô Tử Từ này vô năng. Tướng quốc, đã 3 năm đến cuối cùng vẫn mở mắt trơ trơ nhìn tên Câu Tiễn này trở về việc, ai cũng có thể tha lỗi cho tôi, nhưng mà tôi vĩnh viễn không thể tha lỗi cho mình. Bây giờ chỉ còn cách hy vọng vào sự sống chết của Câu Tiễn. Thật là quá dễ sợ. Cái tên Câu Tiễn tái sanh chính là hồn ma đang sống, là một cái hồn ma đang tái sanh bằng đại dương của chúng ta, vẫn còn đang trong màn ca múa thăng bình. Sau khi đại dương trở về, cứ trầm cư ở trong cung, Dương Hậu không có tin tức gì hết, và cũng không có hề gặp ai, không tiếp một người nào. Tuy rằng đại dương thân bị thương nặng, nhưng dù gì cũng đã trở về. Đây là sự may mắn của quốc gia. Đại phu nhất định phải tìm cách gặp đại dương. Ê, như vậy là ý gì? Quê Dung mà, bao nhiêu năm nay nước Việt xảy ra chuyện, ông và tôi cũng đều trải qua. Hơn nữa, xém chút bà đã uống rượu độc. Tuy rằng đại dương chưa có phạt nặng,